Thu Trang mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự 365. Rất vui được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong chương trình. Những tin tức nào sẽ có trong bản tin hôm nay? Mời quý vị cùng đến với phần điểm tin chính. Tin cực vui, thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát được dịch, tạm ngừng hoạt động 4 bệnh viện dã chiến. Hà Nội, quận Hoàn Kiếm về cấp độ 2 COVID-19, hàng quán nhiều phường được bán tại chỗ. Cơ sở làm tóc spa, massage ở Hậu Giang được hoạt động trở lại. Thành phố Hồ Chí Minh chăm sóc bệnh nhân hậu COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng. Tin cực vui, thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát được dịch, tạm ngừng hoạt động 4 bệnh viện dã chiến. Thưa quý vị, dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh đang được kiểm soát tốt. Sở Y tế quyết định tạm ngừng hoạt động 4 bệnh viện dã chiến trong dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, ngành y tế sẽ tăng cường nhân lực ngăn chặn và điều trị cho người nhiễm biến chủng Omicron. Số ca mắc mới và số ca tử vong tiếp tục giảm. Hiện tại, số lượng người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện dã chiến thành phố chiếm khoảng 10% đến 30% công suất giường bệnh. Tuy nhiên, sự xuất hiện của biến chủng Omicron có thể làm nguy cơ bùng phát dịch bệnh trở lại. Nhằm tạo điều kiện cho nhân viên y tế tham gia chống dịch có thời gian phục hồi sức khỏe, đồng thời luôn sẵn sàng ứng phó khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Sở Y tế sẽ sắp xếp lại các hoạt động các bệnh viện dã chiến, thu dung, điều trị COVID-19 trong giai đoạn nghỉ Tết Nguyên đán. Theo đó, từ 19 tháng 1 cho đến khi có thông báo mới, tạm ngưng hoạt động bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 3, số 5 và số 10 và bệnh viện dã chiến Củ Chi. Nhân viên y tế, nhân viên khác sẽ tạm thời trở về công tác tại đơn vị chủ quản. Tuy nhiên, Sở Y tế đề nghị giám đốc các bệnh viện luôn sẵn sàng lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch trong vòng 24 giờ khi Sở Y tế chỉ đạo kích hoạt lại hệ thống hoạt động của các bệnh viện dã chiến. Khi tạm dừng hoạt động, nhiều người bệnh đang được điều trị tại các bệnh viện trên, nếu đủ điều kiện xuất viện thì cho người bệnh xuất viện. Người bệnh cần tiếp tục điều trị sẽ được chuyển điều trị đến các bệnh viện điều trị COVID-19 khác trên địa bàn. Trong thời gian các bệnh viện dã chiến kể trên tạm ngừng hoạt động, các cơ sở khám chữa bệnh khi có người bệnh cần chuyển tuyến sẽ liên hệ các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 quận huyện, thành phố Thủ Đức và của thành phố để chuyển bệnh. Các bệnh viện dã chiến vẫn duy trì hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán, căn cứ vào tình hình người bệnh thực tế tại đơn vị, xây dựng kế hoạch phân công nhân viên y tế, luân phiên đến công tác tại bệnh viện dã chiến đến sau ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Các bệnh viện phải luôn sẵn sàng kịp thời thu dung điều trị, chăm sóc người bệnh. Hiện nay, bệnh viện dã chiến đã thu dung điều trị COVID-19 số 12 là đơn vị được giao nhiệm vụ trong việc thu dung, điều trị, chăm sóc người nhập cảnh dương tính, người nhiễm biến chủng Omicron. Sở Y tế sẽ điều động bổ sung nhân viên y tế đến luân phiên hỗ trợ điều trị, chăm sóc người bệnh. Hà Nội, quận Hoàn Kiếm về cấp độ 2 COVID-19, hàng quán nhiều phường được bán tại chỗ. Thưa quý vị, theo báo cáo đánh giá cấp độ dịch COVID-19 ngày 14 tháng 1 của CDC Hà Nội, hiện thành phố vẫn ở cấp độ 2 về COVID-19. Có 7 quận huyện ở cấp độ 3 về COVID-19, gồm Cầu Giấy, Nam Tử Liêm, Thanh Xuân, Ba Đình, Gia Lâm, Hoàng Mai và Long Biên. Như vậy, so với lần đánh giá cấp độ dịch trước đó một tuần, Hà Nội có quận Hoàn Kiếm giảm cấp độ dịch từ cấp độ 3 màu cam, nguy cơ cao, về cấp độ 2, nguy cơ trung bình màu vàng. Ở cấp độ xã, phường, thị trấn, theo đánh giá trong vòng 14 ngày trở lại đây, có 158 xã, phường ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng. Ở cấp độ 3, màu cam, nguy cơ cao, 267 xã, phường ở cấp độ 2 và 54 xã, phường còn lại ở cấp độ 1. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, theo đánh giá cụ thể của CDC Hà Nội, trên địa bàn quận có 11 phường ở cấp độ 2 và 7 phường ở cấp độ 3. Các phường sẽ căn cứ theo cấp độ dịch để áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng theo quy định. Cụ thể, các phường ở cấp độ 3 gồm Trương Dương, Phúc Tân, Cửa Nam, Cửa Đông, Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Bài tiếp tục thực hiện một số biện pháp để phòng chống dịch COVID-19 như bán hàng mang về, hạn chế sự kiện tập trung đông người. Các phường ở cấp độ 2 gồm Đồng Xuân, Hàng Bạc, Hàng Bồ, Hàng Buồm, Hàng Đào, Hàng Mã, Hàng Trống, Lý Thái Tổ, Phan Chu Trinh, Trần Hưng Đạo, Tràng Tiền.
những phường này sẽ có các quyết định biện pháp hành chính tương ứng cấp độ 2. Hàng quán ăn uống sẽ được mở bán tại chỗ nhưng phải đảm bảo quy định phòng chống dịch bệnh. Cơ sở làm tóc, spa, massage ở Hậu Giang được hoạt động trở lại. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang có công văn về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện quy định hướng dẫn tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò của hệ thống giám sát y tế, lực lượng công an xã, tổ COVID-19 cộng đồng và nâng cao ý thức người dân trong công tác phòng chống dịch COVID-19, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, sẵn sàng phương án kịch bản ứng phó. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 hạn chế di chuyển khi không cần thiết để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Trường hợp do nhu cầu phải đến hoặc về địa phương từ vùng có dịch, phải thực hiện khai báo y tế trung thực, chính xác, thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú để được hướng dẫn kịp thời các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Tăng cường quản lý, giám sát các trường hợp nhập cảnh là chuyên gia, công dân Việt Nam từ nước ngoài về nghỉ Tết, thăm người thân, lưu trú hoặc làm việc tại địa phương, đặc biệt các trường hợp đến hoặc đi về từ các quốc gia đã ghi nhận biến chủng mới Omicron. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc phối hợp với các địa phương tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng, hướng dẫn, tư vấn điều trị F0 tại nhà, đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế và của tỉnh, nâng cao năng lực, chất lượng điều trị bệnh nhân COVID-19 tại trạm y tế lưu động, các cơ sở thu dung điều trị COVID-19. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Công Thương, Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thường xuyên đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19, chủ động xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ cho công nhân, người lao động. Ủy ban Nhân dân huyện, thị, thành phố tăng cường chỉ đạo dừng tổ chức các lễ hội, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các sự kiện liên hoan dịp cuối năm có tập trung đông người trên địa bàn và theo phân cấp quản lý. Đối với hoạt động của cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, karaoke, internet, khu vui chơi, giải trí, trò chơi điện tử, các cơ sở làm tóc, spa, massage, làm đẹp, được hoạt động phục vụ khách tại chỗ trừ địa bàn cấp độ 4 phải dừng hoạt động, nhưng cam kết phục vụ số lượng khách không quá 50% công suất, đồng thời thực hiện giãn cách tối thiểu 2m giữa các bàn ăn, uống. Chủ cơ sở phải có biện pháp kiểm soát thông tin khách hàng để phục vụ truy vết, quét mã QR code. Tất cả khách hàng, nhân viên và người quản lý đều phải tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng. Chủ cơ sở phải test nhanh SARS-CoV-2 thường xuyên cho người lao động định kỳ ít nhất 2 tuần trên một lần. Ủy ban Nhân dân phường, xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm. Thời gian thực hiện kể từ 15 giờ ngày 14 tháng 1 năm 2022 đến khi có thông báo tiếp theo. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, dù tình hình dịch bệnh COVID-19 tại địa phương đang được kiểm soát, thế nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Số ca mắc mới trong những ngày gần đây trung bình 400 ca trên một ngày. Dự báo trong thời gian tới, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có nguy cơ cao lây lan, bùng phát diện rộng trong cộng đồng. Thành phố Hồ Chí Minh chăm sóc bệnh nhân hậu COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng. Thưa quý vị, tại Việt Nam, gần 2% dân số mắc COVID-19 nhưng chưa có ghi nhận một cách đầy đủ về tình hình hậu COVID-19 trong cộng đồng. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh hiện có 300.000 người bệnh đã xuất viện, nhu cầu được chăm sóc về sức khỏe hậu COVID-19 là vấn đề đáng quan tâm. Đây là vấn đề được ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tại hội nghị triển khai các hoạt động trọng tâm của ngành y tế năm 2022, tổ chức chiều 12 tháng 1. Theo Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, riêng tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, thống kê trong 40 ngày từ mùng 1 tháng 12 năm 2021 đến mùng 10 tháng 1 năm 2022, có 1.021 bệnh nhân hậu COVID-19 đến thăm khám ở tất cả các chuyên khoa. Đa phần vì mệt mỏi, khó thở, suy nhược tinh thần.
trong đó trên 510 bệnh nhân chiếm 50% gặp vấn đề về hô hấp, 182 bệnh nhân gặp vấn đề về thần kinh, 134 trường hợp tim mạch, 80 trường hợp về nội tiết, 66 trường hợp về tiêu hóa, 49 trường hợp cơ xương khớp. Thực tế, hậu COVID-19 không chỉ xảy ra ở bệnh nhân nặng và lớn tuổi mà còn ghi nhận ở người trẻ từ 30 đến 40 tuổi mắc COVID-19 nhẹ. Theo ông Nguyễn Anh Dũng, hậu COVID-19 không chỉ tác động đến sức khỏe, triệu chứng, dai dẳng, tổn thương trên người bệnh, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, nhu cầu chăm sóc và phục hồi chức năng mà còn ảnh hưởng đến công việc, khả năng trở lại làm việc, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc, tác động đến xã hội và kinh tế, ảnh hưởng tài chính của cá nhân và xã hội, thái độ của xã hội với người bệnh, hệ thống an sinh xã hội. Trước tình hình nêu trên, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng chiến lược chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 với các mục tiêu quan trọng trong thời gian tới như xác định mô hình của bệnh nhân hậu COVID-19 trên địa bàn, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19, nâng tầm năng lực chăm sóc của ngành y tế, đặc biệt là y tế cơ sở. Chiến dịch này nhằm quản lý, chăm sóc, điều trị sớm người mắc di chứng, đảm bảo về sức khỏe thể chất, tinh thần cho người bệnh. Mô hình quản lý chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 của thành phố cũng thực hiện theo mô hình tháp 3 tầng, trong đó tầng 1 là cấp y tế cơ sở tiếp nhận bệnh nhân nhẹ, tầng 2 là bệnh viện tuyến quận, huyện chăm sóc người bệnh mức độ trung bình, tầng 3 là bệnh viện chuyên khoa sâu và đa khoa tuyến cuối tiếp nhận bệnh nhân nặng, nguy kịch. Hai tầng đầu tập trung mục tiêu chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời sớm, hạn chế nguy cơ chuyển nặng. Đà Nẵng hơn 700 ca nhiễm COVID-19, lo bảo vệ an toàn cho các chợ. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 1, Đà Nẵng ghi nhận thêm 765 ca mắc COVID-19, gồm 7 ca cách ly tập trung, 187 ca cách ly tạm thời tại nhà, 72 ca trong khu vực phong tỏa và 499 ca chưa cách ly. Trong số các ca nhiễm cộng đồng, có hàng chục trường hợp là tiểu thương các chợ, chợ Cẩm Lệ 14 ca, chợ Kỳ Đồng 7 ca, riêng chợ Cồn tiếp tục có thêm 19 ca. Hiện chợ này đã có 140 ca nhiễm và vẫn đang đóng cửa để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Công ty Matrix, khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu cũng phát hiện 45 ca cộng đồng qua lấy mẫu tại công ty. Công ty Thủy sản Miền Trung 17 ca, khu du lịch sinh thái biển Bãi Bắc 13 ca. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng đánh giá 696 trên 765 ca mắc có khả năng lây cho cộng đồng, nhiều nhất tại quận Sơn Trà, Liên Chiểu, Thanh Khê và Cẩm Lệ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho hay, chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhu cầu đi lại mua sắm, các hoạt động sự kiện diễn ra với tần suất cao đang là một thách thức rất lớn đối với công tác phòng chống dịch bệnh. Đáng lo ngại nhất là một số điểm nóng tại các chợ như chợ Cồn, chợ Bắc Mỹ An, dẫn đến buộc phải đóng cửa chợ ngay trong thời điểm việc mua bán diễn ra sôi động nhất. Vì vậy, các địa phương cần tập trung bảo vệ an toàn cho các chợ trên địa bàn. Bên cạnh các biện pháp như sắp xếp giãn cách, đeo kính chống giọt bắn, chính quyền hỗ trợ các điều kiện khử khuẩn và tổ chức xét nghiệm, ban quản lý các chợ vận động tiểu thương đóng góp để xét nghiệm với tần suất 3 ngày trên một lần để tầm soát nguy cơ tại chợ. Nếu kiểm soát chặt, đảm bảo an toàn thì các chợ sẽ được sớm mở cửa trở lại, duy trì hoạt động kinh doanh mua bán bình thường cho người dân. Hàng loạt bác sĩ, nhân viên y tế ở Quảng Nam lao đao vì 4 tháng chưa có lương. Thưa quý vị, nhiều bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam bị nợ lương 4 tháng nay. Việc này khiến cuộc sống của họ gặp muôn vàn khó khăn khi Tết Nguyên đán cận kề. Chị P, nhân viên y tế thở dài, đã gần 4 tháng qua chị chưa nhận được đồng lương nào. Tết gần đến nhưng như này thấy khốn khổ quá. Chị P được ký hợp đồng dài hạn tại bệnh viện với mức lương 4,6 triệu đồng trên một tháng, bao gồm phụ cấp ngành y tế. Chị P băn khoăn, đã 4 tháng nay đi làm đều đặn nhưng chưa nhận được tiền lương nên rất buồn, mà Tết thì cận kề có rất nhiều việc phải lo trong gia đình. Theo chị P, ở Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam còn có nhiều nhân viên y tế, bảo vệ của bệnh viện cũng lâm vào tình trạng chưa nhận được lương.
Trong khi đó, có nhiều người là trụ cột của gia đình phải lo kinh tế mà lại không có tiền nên họ đã xin chuyển qua đơn vị khác hoặc xin làm thêm ở nơi khác để có thu nhập trang trải cuộc sống. Bác sĩ H cho hay, từ tháng 10 năm 2021 đến nay, chị đã không nhận được lương. Chị H thông tin, tôi đã kiến nghị lên lãnh đạo bệnh viện và nhận được giải thích hiện chưa có nguồn chi và chờ bảo hiểm xã hội cho tạm ứng mới có tiền trả lương, nhưng 4 tháng qua tôi vẫn mỏi mòn chờ đợi. Chị H cho biết chi phí sinh hoạt trong gia đình trong thời gian qua đều nhờ chồng lo. Nếu tình trạng này còn kéo dài, chị sẽ xin nghỉ việc để tìm công việc mới. Chị H buồn bã nói, mong muốn duy nhất đó là lãnh đạo bệnh viện quan tâm và chi trả tiền lương mà thôi. Trao đổi với báo chí tối 14 tháng 1, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam Huỳnh Tấn Tuấn xác nhận việc nợ lương của nhân viên là đúng. Ông Tuấn giải thích, việc nợ lương là do tình hình dịch bệnh dẫn đến ít bệnh nhân tới khám bệnh nên đơn vị không cân đối các khoản thu chi. Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội không cho bệnh viện ứng tiền quý 4 với lý do là bên đơn vị đã ứng tiền năm 2021 còn dư quá nên phía Bảo hiểm xã hội chưa đồng ý cho ứng tiền tiếp. Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam thông tin thêm, ông vừa làm văn bản gửi lên Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Tài chính xin ứng kinh phí khoảng 1,6 tỷ đồng để có tiền chi trả cho khoảng 40 người là bác sĩ, nhân viên y tế và một số việc khác như vệ sinh. Ông Tuấn thông tin thêm, về phương án lâu dài, tôi sẽ sắp xếp lại bộ máy, tinh giản nhân sự, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, đồng thời liên kết hợp tác công tư để duy trì hoạt động. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân cho biết, sau khi nhận được thông tin một số nhân viên y tế, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam bị nợ lương 4 tháng qua, lãnh đạo tỉnh đã giao cho Sở Tài chính tỉnh tham mưu để có biện pháp giúp đỡ cho họ. Khởi tố 3 đối tượng nhận hối lộ để làm luật, xếp lốt ở cửa khẩu Lạng Sơn. Thưa quý vị, Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố 3 đối tượng về tội đưa, nhận hối lộ khi có hành vi mua bán lốt xe xuất khẩu nông sản của cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 2 người là cán bộ thuộc Đội Quản lý Trật tự Đô thị huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam về tội đưa nhận hối lộ đối với 3 đối tượng lợi dụng tình trạng ùn tắc phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để thực hiện hành vi nhận hối lộ nhằm sắp xếp cho các phương tiện đã được lên khu vực cửa khẩu không đúng quy định, quy trình. Đối tượng là Đinh Văn Thìn, sinh năm 1978, trú tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. Nông Tuấn Anh và Lâm Văn Hưởng đều là cán bộ Đội Quản lý Trật tự Đô thị thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn được giao nhiệm vụ quản lý, phát phiếu thứ tự cho phương tiện tại bãi trung chuyển. Lợi dụng việc được giao quản lý bãi đất trống trên địa bàn để xếp xe, điều tiết, phân luồng phương tiện xuất khẩu nông sản tại các cửa khẩu. Những người trên đã móc nối, nhận tiền của chủ hàng để mua bán lốt cho các xe đến sau nhưng được vượt lên trước để tới cửa khẩu làm thủ tục thông quan hàng hóa. Bước đầu xác định các đối tượng câu kết thực hiện hành vi phạm tội với số tiền từ 200 đến 300 triệu trên một xe hàng. Được xuất khẩu nhanh, trong khi trên thực tế, các xe tại bãi phải chờ từ 13 đến 14 ngày mới có thể thông quan. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ. Như thông tin đã phản ánh, lợi dụng tình trạng ách tắc xe chở hàng nông sản xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn suốt hơn một tháng vừa qua, một số đối tượng đã xuất hiện đứng ra thu tiền môi giới với giá từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng với lời chào mời rằng có quan hệ với chỗ này, chỗ kia để xe hàng có thể xuất khẩu sang phía Trung Quốc một cách nhanh nhất. Chủ hàng nào muốn thông quan nhanh thì chi tiền để mua lốt, làm luật. Xe nào mua lốt được thì được lên cửa khẩu sớm hơn, còn không phải nằm chờ, thậm chí thời gian chờ lên tới hơn 20 ngày, ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa. Tình trạng tiêu cực này đã gây hoang mang, bức xúc cho nhiều chủ hàng đang có nông sản xếp hàng ở Lạng Sơn khi hoạt động thông quan hàng hóa không có sự bình đẳng, minh bạch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín xuất nhập khẩu của địa phương này trong bối cảnh đầy khó khăn hiện nay. Hiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 20 đại lý hải quan được Tổng cục Hải quan công nhận đang hoạt động và được nhiều tổ chức cá nhân làm dịch vụ xuất nhập khẩu. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Cục Hải quan, Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn và các cơ quan liên quan thường xuyên thông tin khuyến cáo đến các chủ hàng và lái xe khi đưa hàng hóa vào làm thủ tục xuất nhập khẩu phải lựa chọn đại lý hải quan và các tổ chức cung ứng dịch vụ xuất nhập khẩu uy tín, chuyên nghiệp, tin cậy để tránh bị lợi dụng, trục lợi.
địa phương này cũng đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý đối với đại lý làm thủ tục hải quan, cá nhân làm dịch vụ xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển loại hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu trên tinh thần công khai, minh bạch, đảm bảo thực hiện nghiêm các nguyên tắc điều hành đã đề ra. Trước đó, tỉnh Lạng Sơn cũng đã thông báo tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở mặt hàng hoa quả tươi lên cửa khẩu đường bộ của tỉnh xuất sang Trung Quốc. Thời gian thực hiện từ ngày 17 tháng 1 năm 2022 cho đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần.